Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đầu Hitachi VT88. Đầu này được gắn thương hiệu Mustang. Mustang là một thương hiệu rất nổi tiếng của Hitachi, chuyên sản xuất các đầu video chất lượng cao. Nhìn vào kiểu dáng thiết kế của đầu này, chúng ta thấy rằng đầu này khá là cổ. Đầu này được sản xuất vào năm 1985 và có thể nói đây chính là đầu hai phay đầu tiên của Hitachi. Ở những máy có hai phay đời đầu thì đặc tính của âm thanh hai phay được thể hiện rất rõ ha. Âm thanh này có đáp ứng tần số từ 20Hz cho đến 20kHz, độ nén dải rộng là trên 80 dB và độ dao động trong âm thanh là dưới 0,005%. Ngoài ra máy này còn có thêm ba đặc tính nổi trội nữa, đó chính là File Picture. Tính năng này cho phép cải thiện chất lượng của hình ảnh ở chế độ tạm dừng, giúp cho ảnh ở chế độ tạm dừng này trở nên đẹp hơn, ổn định hơn, không bị rung. Máy này có nhiều chức năng đi kèm với remote hồng ngoại. Và timer của máy này cho phép lập trình 6 chương trình trong 2 tuần. Ở những máy đời mới, các tính năng này hoàn toàn bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên vào thời điểm ở máy này, năm 1985, thì đây chính là những tính năng rất nổi trội. Máy Hitachi VT88 được xây dựng dựa trên một đầu video chất lượng cao, có model là VT17. Sau đó chỉ thêm tính năng Hi-Fi vào mà thôi. Đầu Hitachi VT17 là một đầu video VHS của Hitachi đầu tiên có tính năng Forlocking. Ở những model trước, chẳng hạn như là VT12, VT15, sử dụng phương pháp Toloading dạng bẫy chuột. Đến thời VT17 là đời máy đầu tiên có chức năng Forlocking, có thể nhấc băng ở mặt trước. Do là máy đời cổ cho nên là bộ chỉnh tuner này sẽ được đặt ở mặt trên của máy. Ở đây cho phép chỉnh tối đa là 12 kênh. Ở những máy đời cổ như vậy, chữ số kênh có thể được lấy rời ra và hoán đổi vị trí. Đây chính là máy Hi-Fi có thể ghi và phát âm thanh stereo, vì vậy sẽ có hai biến trở dùng để chỉnh âm lượng khi ghi băng. Ở đây sử dụng biến trở dạng thanh gạt, có hai biến trở dành cho kênh trái và kênh phải. Ở đây có đồng hồ VU dùng để chỉ thị mức âm lượng. Thiết kế ở đây dùng loại đèn LED trông rất cổ điển. Đây chính là cửa học băng. Học băng này được kế thừa từ model VT17, loại Forlocking đời đầu. Máy này sử dụng kỹ thuật 3 Hz File Steel. Những đầu VS trong cùng thời kỳ chỉ sử dụng 2 mép từ cơ bản mà thôi. Riêng máy này sử dụng thêm một mép từ thứ ba nữa. Mép từ này có tác dụng là cải thiện chất lượng của hình ảnh ở chế độ tạm dừng, giúp cho chế độ tạm dừng này có hình ảnh ổn định hơn, không bị rung lắc. Sau này Hitachi đã cải tiến và cho ra những máy chất lượng hơn, sử dụng kỹ thuật 5 Hz. Máy này được thiết kế với mặt nhôm màu đen trông rất sang trọng. Ở đây có công tắc dùng để chọn lại âm thanh ngõ ra, âm thanh stereo, kênh phải hoặc kênh trái. Ở đây có 3 đèn LED chỉ thị, đèn Hi-Fi, đèn stereo và đèn bilingual. Ở đây có những đèn LED dùng để chỉ thị thời gian còn lại của băng. Máy dựa vào tốc độ chạy của hai cuộn băng và từ đó tính toán ra lượng băng còn lại. Đây là một tính năng khá đặc biệt và chỉ trang bị ở những máy đắt tiền. Cũng giống như mặt trước của máy, các phím vận hành thao tác băng này được bọc bằng nhôm trông rất đẹp. Nút ghi băng này có một hình tam giác trang trí màu cam. Đây chính là phong cách thiết kế đặc trưng của Hitachi vào thập niên 80. Trong đây có nút nhấn dùng để chọn lại âm thanh ngõ ra, âm thanh lọc man hoặc là tự động. Tự động này nó sẽ chuyển sang Hi-Fi nếu như chúng ta phát băng Hi-Fi. Đây chính là công tắc dùng để chọn ngõ vàng ha, ngõ vào line in hoặc là tuner. Đây chính là công tắc dùng để chọn tốc độ ghi băng, tốc độ tiêu chuẩn hoặc là tốc độ 3 giờ. Ở đây có hai biến trở để chỉnh hình ảnh ha, biến trở chỉnh tracking và biến trở dùng để chỉnh độ sắc nét của hình. Trong đây chính là công tắc và cái nút nhấn dùng để thiết lập timer, ngày giờ và chương trình. Ở đây có cả công tắc dùng để chọn loại tần số đồng bộ 50Hz hoặc 60Hz. Nhìn vào diện mạo bên ngoài có thể thấy rằng Hitachi đã đầu tư khá nhiều cho model này, thiết kế rất chắc chắn. Đây chính là mặt sau của máy. Nếu nhìn từ mặt sau thì những đầu VS nào có jack cắm nguồn nằm bên trái đó chính là những đầu cổ. Ở đây có cái jack cắm RF dùng để nối với anten và TV. Đây chính là các jack AV in out bao gồm hình và tiếng. Ở phần tiếng này thì sẽ có stereo, hai kênh trái phải.
Đây chính là toàn bộ bên trong của máy. Thiết kế này khá giống với model VT17. Những máy Hitachi được thiết kế và sản xuất trong thập niên 80 thường rất phức tạp, rất nhiều mạch điện và dây dẫn. Do là máy cổ cho nên bộ nguồn này sẽ được bố trí ở bên phải. Máy này sử dụng nguồn biến áp có công suất là 52 V. Đây chính là mạch chỉnh lưa và ổn áp. Ngoài ra ở đây có một tụ điện cổ nữa, tụ 4070 35V. Đây chính là mạch tuner. Ở đây có hộp kênh RF và đây chính là khu vực dùng để xử lý UHF và VHF. Tấm mạch trên cùng này đó chính là mạch servo công suất. Tấm mạch này sẽ điều khiển các động cơ capstan, động cơ chống từ. Các IC servo ở đây sử dụng chip của Hitachi, họ HA. Ở đây cũng vậy. Ở đây sẽ có 4 transistor công suất dùng để điều khiển động cơ. Cùng với đó là có trang bị thêm cánh tản nhiệt. Ở đây có một IC hybrid nhìn khá lạ. Phần trống từ này sẽ được che bằng một tấm chống nhiễu. Trên trống từ này sẽ có 5 mép từ, bao gồm một cặp mép từ cơ bản, mép từ hình, rồi sẽ trang bị thêm một mép từ thứ ba dùng để cải thiện chất lượng hình ảnh ở chế độ tạm dừng. Ngoài ra ở đây có trang bị thêm hai mép hi-fi, tổng cộng là 5 từ. Bên cạnh trống từ sẽ có một con lăn damper dùng để ổn định tốc độ chạy băng và lực căng băng. Mạch điện phía sau trống từ đó chính là mạch xử lý video, bao gồm tín hiệu chói và tín hiệu màu. Mạch điện này được đặt gần ngay trống từ, giúp rút ngắn khoảng cách của dây dẫn. Vì thiết kế như vậy dùng để hạn chế nhiễu của tín hiệu. Tấm mạch dựng bên trái đó chính là mạch dùng để xử lý âm thanh hi-fi. Ở đây cũng chính là tấm mạch tạo ra giá trị của model VT88 này. Trên đây sẽ có khối đại đầu từ và khối xử lý âm thanh hi-fi. Ở đây có sử dụng hai IC hybrid màu đen của Hitachi. Những máy hi-fi cổ như vậy thường cho chất lượng âm thanh rất mộc mạc. Đây chính là phía dưới của máy. Sẽ có hai tấm mạch. Mạch bên trái đó chính là mạch xử lý âm thanh audio normal và mạch bên phải đó chính là mạch điều khiển hệ thống. Phần mạch audio này đó chính là phần mạch normal nhưng mà là stereo, tức là nó sẽ có hai kênh. Chức năng của nó cũng giống như một đầu cam cassette vậy. Trong đây sẽ có khu vực khuếch đại ghi, khuếch đại phát, rồi xóa băng bias. Trên đây sử dụng IC của Hitachi, có cả IC của NEC nữa. Linh kiện cũng rất nhiều, cấu trúc mặt này cũng khá phức tạp. Chứng tỏ chúng ta thấy rằng khi thiết kế máy này thì họ đã rất đầu tư cho phần audio. Đây chính là mạch điều khiển hệ thống và mạch điều khiển sạc vô. Trên đây có sử dụng những vi điều khiển của Hitachi nha, họ HD. Tất cả các IC này đều là của Hitachi thiết kế và sản xuất. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Một loại dàn cơ khá phổ biến của những máy Hitachi được thiết kế trong giai đoạn thập niên 80. Loại dàn cơ này chạy êm và rất bền. Vì vậy, nó đã được tin dùng và sử dụng rộng rãi trong hầu hết các model ở thập niên 80. Đặc điểm của loại dàn cơ này là vẫn sử dụng động cơ capstan là loại động cơ DC sạc vô, kéo một bánh trớn rất to. Đây chính là bộ ly hợp và hộp số. Đây chính là motor locking và hệ thống block locking. Trong đây sẽ có hai cam dùng để điều khiển hai càng locking dàn băng lên trống từ. Ở đây có một cơ chế dùng để phanh băng ở chế độ auto stop. Và đây chính là motor và những bánh răng của hộp băng. Những máy Hitachi cổ như vậy thường hay bị hỏng những dây cora. Khi mua máy này về cũng vậy nha. Hầu hết các chi tiết cao su trong dàn cơ này đều đã bị lão hóa và chảy ra. Trước khi thay dây cora mới thì tôi cũng đã vệ sinh những phần cao su chảy này rất vất vả. Thì chi tiết về công việc như thế nào mời các bạn xem thêm về clip mà tôi giới thiệu về đầu Hitachi VT11. Hiện máy này đang gặp lỗi như sau. Bây giờ tôi sẽ thử cắm điện vào. Khi cắm điện vào tôi thấy là hộp băng là tự chạy vào, sau đó có tiếng cộc cộc rất to và hộp băng tự đưa ra và máy tự tắt nguồn. Bây giờ thử cho một cuốn băng vào.
Nhét vào thì máy không nhận băng. Thì thật ra lỗi này tôi đã gặp ở máy VT17. Lỗi này liên quan về hộp băng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo hộp băng ra và kiểm tra. Đây chỉ là bằng học băng của máy. Bây giờ tôi sẽ cắm điện lại và xem hiện tượng nha. Chúng ta thấy rằng bánh răng bị trượt ở đây nha, thì chỗ cái bánh răng côn này, học băng này có vấn đề rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo rời nó ra. Đây chính là một hộp băng của máy. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là hộp băng VFS Frontlockin đầu tiên của Hitachi. Loại này được thiết kế ra đầu tiên cho nên là chưa tối ưu cho lắm. Loại này còn gặp rất là nhiều lỗi, nó hoạt động không ổn định. Thì thường tôi thấy những cái model nào mà dùng hộp băng này rất là ít ha. Chỉ có những model đời đầu chẳng hạn như là VT17, VT19, ở đây là VT88. Chỉ có một vài model mà thôi. Nhược điểm của loại hộp băng này là chúng ta thấy là nó rất là dày ha. Nó rất là dày cho nên là những cái máy này sẽ có kích thước to. Thì sau này khi mà họ cải tiến lên thì họ đổi ra những cái máy dòng máy mà có kích thước nhỏ gọn hơn thì là buộc phải cải tiến hộp băng này sao cho nó dẹp lại, mỏng lại. Ở đây chính là loại đời đầu. Đối với loại hộp băng này thì motor được đặt ở mặt trước, hơi nghiêng như vậy. Ngoài ra có sử dụng rất nhiều bánh răng, có cả bánh răng côn nữa. Cấu trúc cũng rất phức tạp. Về phần đẩy băng vào thì sử dụng cấu trúc hình bình hành. Đây cũng vậy, hộp băng này khá là hiếm. Ngoài ra đây tôi còn phát hiện ra một mảnh vỡ được rơi ra từ hộp băng. Quan sát kỹ phần hộp băng thì tôi phát hiện ra mảnh vỡ đó là của bánh răng này, nằm ở vị trí này. Do hộp băng này là loại đời đầu, nó còn có rất nhiều hạn chế, ở nhà sản xuất cũng chưa thể lường trước được các lỗi cho nên là loại này nó rất dễ bỏ bánh răng nha. Lực tính chưa được kỹ cho lắm. Đó chính là lý do vì sao lâu ngày thì cái lò xo nó nén và đã làm cho cái bánh răng này bị vỡ ra. Chính vì bánh răng này bị vỡ cho nên là cái lò xo này đã bị bong rồi. Hộp băng này bị lệch không vào đúng vị trí, công tắc hành trình không đóng cho nên là motor này sẽ điều khiển cho hệ thống bánh răng này chạy hoài và dẫn đến hiện tượng là trượt răng. Thì về nguyên tắc chúng ta sẽ tháo ra và chúng ta dán bánh răng lại. Theo kinh nghiệm của tôi thì đối với loại hộp băng này, việc tháo ra và gắn lại cực kỳ khó. Vì vậy đối với những lỗi mà chỉ đơn thuần vỡ bánh răng như vậy thì chúng ta chỉ tháo mặt bên hông ra mà thôi. Tuyệt đối không được tháo cái lốc motor và cụm bánh răng ở đây. Cụm bánh răng này nếu tháo ra rồi gắn lại rất khó. Ở đây có rất nhiều điểm canh chỉnh, chúng ta chỉ cần gắn lệch một răng thôi thì hộp băng này cũng sẽ không hoạt động được. Vì vậy cái lốc này để nguyên, không được đụng vào. Chúng ta chỉ tháo cái mặt bên hông mà thôi.
Để dán bánh răng được tốt thì đầu tiên chúng ta sẽ rửa thật sạch bánh răng và tẩy những cái dầu mỡ bám trên bề mặt thì dán keo thì nó mới tốt được. Ở đây tôi sử dụng keo 502 để dán bánh răng. Thì đầu tiên tôi sẽ định vị hai manh vỡ lại với nhau. Sau khi đã định vị rồi thì tôi sẽ gia cố nó cho nó tốt hơn, chắc hơn. Ở đây cũng chia sẻ với các bạn một cái mẹo để dán keo 502. Thì keo 502 này nó sẽ phát huy tác dụng rất tốt đối với các vật liệu nào có cellulo, chẳng hạn như là bông gòn, vụn giấy hoặc là đầu lọc thuốc lá. Ở đây tôi sẽ sử dụng bông gòn. Tôi sẽ chêm bông gòn vào vị trí hai manh vỡ này, chêm thật chặt. Sau đó cho keo vào thật nhiều. Keo này phản ứng với vật liệu cellulo thì nó sẽ tạo ra một cấu trúc rất bền, cứng như đá vậy. Đây chính là một cái mẹo nhỏ trong việc dán keo 502. Trong lúc chờ keo khô, chúng ta sẽ cùng nhau xem cấu trúc dàn cơ. Đây chính là loại dàn cơ cổ Hitachi. Loại này chạy êm và rất bền, cho nên nó được tin dùng trong rất nhiều năm. Rất nhiều những model, rất nhiều đời máy Hitachi đều sử dụng loại dàn cơ kiểu này. Dàn cơ rất đáng tin cậy. Đặc trưng của loại dàn cơ kiểu này là sử dụng động cơ cấp xăng, đó chính là loại động cơ DC sạc vô. Loại dàn cơ này cũng có một nhược điểm, đó chính là sử dụng Hitler bằng cao su ở đây. Hoạt động thời gian dài Hitler này sẽ bị mòn và khiến máy không thể cuốn băng được. Một số biến thể thì đã thay Hitler cao su này bằng bánh răng. Trong tất cả các dòng máy Hitachi, tôi thấy loại dàn cơ này là được thiết kế khá đẹp. Các chi tiết nhìn rất chắc chắn. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau đợi cho keo khô hoàn toàn, sau đó mới gắn bánh răng vào. Chúng ta sẽ gắn làm sao cho điểm đánh dấu trên bánh răng nhỏ này trùng khớp với điểm đánh dấu trên bánh răng to. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Dàn cơ đã hoạt động trơn tru rồi. Cũng may là máy này không bị lỗi về hình và tiếng. Hình của máy này rất đẹp. Âm thanh hi-fi nghe cũng rất tốt. Đặc biệt những máy Hitachi được thiết kế và sản xuất trong thập niên 80 này cho hình ảnh rất đẹp.
Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa đầu VT88. Máy này bị lỗi phần học băng. Đây chính là loại học băng Frontlockin đầu tiên của Hitachi. Chính vì vậy mà nó hoạt động không hiệu quả, bị vỡ bánh răng. Chúng ta đã cùng nhau dán keo bánh răng và máy đã hoạt động lại hoàn chỉnh. Thông qua clip này thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn về mẹo dán keo 502. Đó chính là dùng thêm bông gòn hoặc vụn giấy. Cách này có thể giúp cho thành phẩm của chúng ta sau khi dán keo được chắc hơn. Lần sau tôi lại giới thiệu với các bạn về một số những đầu video khác, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.